Thế cháu thử hỏi xem bà đang muốn cái gì với lại đang muốn làm cái gì. Bà bảo là bà muốn ở dưới nhưng mà có thằng cháu ấy bà là không cho ở. Đấy các bạn, hiện tại bây giờ là hơn 1 giờ rồi. Gần 1 giờ đúng không? 12 giờ kém bao nhiêu? 12 giờ 50. Mình đi lúc 11 rưỡi. 11 giờ. 11 giờ. Tiếng 50 phút. 1 tiếng 50 phút nhỉ? Gần 2 tiếng các bạn. Gần 2 tiếng thì hai chú cháu với lại bà mới lên đến nơi. Mệt đấy, đường lắm. Hai đàn. Cho ngô lẫn gạo ăn à? Bây giờ chịu trâu tàu chưa? Ông có chịu uống cho ít là con món đấy nó giảm được không? Hỏi bà ăn gì chưa? Lúc ở chợ ăn gì chưa? Bà vẫn nhất là khứa nói gì ta vợ? Chưa đâu. Chưa ăn gì à? Nước bà lấy ở đâu? Ở đây này họ đần là nhiều họ đần. Lấy nước đây luôn à? Có dây nước đây à? Ở tận đâu đấy? Lấy đây à? Đây có sạch không? Nước đây liệu có sạch không? À. Thế bà vẫn uống nước này à? Không uống, bây giờ bà uống ở đoạn này. Cái suối thế này, cái bé thế này. Ra suối lấy à? Rồi ra suối lấy luôn. Hay đi lấy nước về xong là nấu cơm cho bà. Vâng. Có không? Con mò gà cái đây là con mò chó nộp à? Thế là sáng nay chắc sáng bà ăn sáng không bà mới xuống à? Bà chưa ăn gì từ sáng? Từ sáng chưa ăn gì á? Thế không biết nhỉ. Thường bà đi xách ít nước về cho bà để nấu cơm. Nấu cơm cho bà. Lấy tận đâu? Ở dưới này sao? Dưới kia. Đây nhau đẹp không? À chắc chỗ đường lúc nãy mình đi kia nhỉ? Rau là tụi bò tụi chó nhé, chó nhà lạ rồi luôn này. Bà thấy mình lên đây bà ngại xấu hổ các bạn ạ. Ở nhà bà không ra gì thì bà xấu hổ lắm. Cái nồi bé lắm luôn rồi. Nồi gang này. Một củ thôi đu dẹ. Nấu sáng nay à? Hôm qua rồi. Nấu từ hôm qua. Hôm qua rồi. Gạo gì cứng nhỉ? Gạo cứng. Ê, đây tụi mình tu là ôi trời là. Xa quá trời chú chơi bà. Xa quá. Mà mạ mù được mà. Mù oxy. Bát với cái nồi nấu mềm mén. Nói chung là cũng gọn gàng thôi các bạn. Gọn gàng. Sạch sẽ. Sạch sẽ hơn ông Sò. Chính ông Sò ở sạch ấy, chẳng qua đồ niêu xong chảo của ông ấy, kiểu ông không dùng đến này nhỉ. Nó bẩn thôi. Chứ còn ông còn chê là nhà phành đông con ở bẩn cơ mà. Vâng, ông chê mà. Ba kiểu ở một mình ấy các bạn ạ. Thế nên là các cụ chỉ dùng 1 đến 2 cái nồi thôi. Nhiều lúc chỉ cần 1 cái thôi. Hoàn cảnh một mình lọ mọ, 83 tuổi rồi. Vẫn lọ mọ ở đây, không ai ở cùng. Không ai nuôi. Nó ít ít thôi, bà không ăn hết đâu mà. Hay mình ăn một tí với bà cho vui. Thì nấu mẹ ăn với bà luôn. Nấu ăn một tí cùng với bà cho vui. Bà mới vui. Chứ lên đây mà về là bà lại buồn. Không, không no đâu. Chỉ no à? Ít no mò. Chỉ mò no mò. Bà rất là phấn khởi các bạn ạ. Bà hôm nay bà mua được 2 quả trứng luộc các bạn ạ. Chắc là họ trứng luộc này để bà đi dọc đường mà ăn. Thế bà no đi. Bà no mà. No à? Bà mua ăn đâu, bà mua cho mình ăn đấy. Nhưng trứng này là trứng luộc đúng không? Trứng bà bảo là ngày cùng bà đây, cùng bà mua thì bà mua 2 quả trứng cho mình ấy. À, bà mua lúc nào ấy nhỉ? Lúc nãy chắc đi kia à? Thế po no à? Po mình chỉ cho tiết no. No à? Ừ. Đi mệt rồi no à? Ê, tụi mình tu mà. Mình tu chỉ po hay. Chỉ po hay các con. Po mềm mềm. Tụi mình tu trồ mà. Po mềm mềm thôi. Po mềm mềm mà trồ mà. Đấy. Tụi po chọn nhỉ, tụi mình tu từ lung cay rồi, mùa thu rồi tụi po rồi, mùa tì can tì rồi tụi po rồi, tụi po uất tụi tu trồ rồi. Bà bảo là cái gì? Bà bảo chú cảm ơn chú mua gạo, mua thịt, mua cam cho bà nữa, còn lên cùng bà nữa. Còn lên cùng bà, lên đây chơi với bà nữa. Lên đây ăn cơm với bà nữa. Nó mỏ với bà. Nó mỏ po. Dọc po, nó mỏ. Dọc po, nó mỏ. Cái kiềng này cũng như kiểu hỏng hay sao? Kiềng hỏng rồi chú ạ. Bên cao bên thấp, bên cao bên thấp hay là tại kê ấy nhỉ? Không, tại kê nó hỏng ấy. Hỏng á? Tại kê thôi. Lấy cái gì sửa lại. Tại kê thôi. Cũng hỏng rồi. Như kiểu bên này nó bị thụt xuống ấy. Bên kia nó bị thụt. Đấy các bạn ạ, thực sự là một mình bà ở nên là bà sắm một cái nồi bé này thôi. Hôm nay hai chú cháu mình lên thì nấu ăn cùng cho bà vui các bạn ạ. Bà thực sự là thấy hôm nay mình mua thịt với lại mua gạo cho bà ấy, bà thấy xúc động, như là nói chung là thấy bất ngờ các bạn ạ. Mà hôm nay lại thấy hai chú cháu mình lại lên trên này nữa, bà cũng rất là bất ngờ đấy các bạn. Nói chung là không biết bà có sợ không hay là bà có nghĩ gì không, thì chỉ thấy bà bắt tay xong là có cái gì nên ăn đều cho bọn mình hết các bạn ạ. Bà bảo hôm nay vui lắm, đi ra chợ thì được cháu mua quà cho bà này, xong là lại đi cùng bà lên đây nữa. Bà lúc đi đường bà vui lắm. Nên là lên đây bà bảo nấu cơm ăn các bạn ạ. Nên là mình sự thấy bà ở một mình, bây giờ anh em nấu cơm cho bà ăn. Không, bây giờ để bà nấu lọ mọ thì cũng vất vả đấy các bạn. Đi chợ hơn 5 cây số đường bộ, bây giờ mới về đến nhà. Bây giờ là 1 giờ rồi nha các bạn nhé, mới được nấu cơm, ăn cơm này. Bà đi lấy mềm mén ở đâu về? Vâng, bà lấy mềm mén nhà một xóm đi kia. Nên làm bát mềm mén, leo dốc cho khỏe. Xuống dốc. Xuống dốc cho nó đỡ bị đau chân. Khả năng lại rửa cái này thôi. Rửa cái này xong là múc cái này ra. Chán qua, chán qua. Các bạn, nhà của bà thì mình không đứng được nha các bạn nhé. Nhà của bà thấp lắm. Xong là có cây gãy ở đây rồi. Mình thực sự là vừa đi vừa lom khom nên không đứng được các bạn ạ. Đây. Đây là cái xà đây. Đấy, bà còn có một cái đồng hồ từ thời Mickey. Đồng hồ Mickey nha các bạn nhé. Phết đấy. Đấy, bây giờ là 1 giờ 40 phút rồi. Muốn là ham. Sai đấy, nó sai đâu, vừa chỉnh lại đấy. Vừa chỉnh lại. Về đi đúng rồi đúng không? Về đi còn thiếu 2 phút nữa. Đấy. Đồng hồ. Đang cho ra cái này đi nhỉ. Sao lại tí đạo. Mà một chút cho xuống đi. Để vào đâu rồi? À, đặt lên trên này. Đấy. Đấy, bà không có mâm nhỉ. Vâng. Hôm nào lên lấy cho bà một cái mâm. Hôm nào chú cháu mình lên một ngày xong là lấy gỗ về thay cái xà này cho bà. Chắc tuần tới này nhỉ. Hôm nào chú đừng nghỉ xong là chú cháu mình lên một chuyến nhá. Làm một buổi cho bà. Làm một buổi sửa lại cho nó êm một tí. Ừ. Sợ sập nửa đêm sập xuống. Lấy cây kia chống hết vào cho bà. Trên này mà làm nhà thì chỉ có làm nhà gỗ thôi nhỉ. Nếu mà làm một cái nhà trên này cho bà hết khoảng bao nhiêu tiền cháu? Tiền công ấy. Nếu không biết lấy polo, cái polo xa lắm. Polo thì mất công vác lên thôi nhỉ. Phải nhờ anh em vác lên. Nhờ người được không? Dạ. Nhờ người được không? Vẫn nhờ được mà. Nhờ được mà như bà bên không có anh em thì hầu như mình tập thuê. Đấy, polo này chú có thể chú mua cho bà được. Mua được nhưng mà chủ yếu là chắc polo toàn thuê người thôi. Thế nên bà không có ai ở đây với cao họ không về hộ. Anh em không có à? Không có, bà không có anh em đâu. Nhờ hàng xóm láng giềng ấy, trưởng thôn ấy. Chắc được. Hôm nào xuống trưởng thôn hỏi xem nếu mà giúp được thì chuyển cho bà khoảng nhà này chắc tầm 30 tấm là được. À, nhà này gì? Nhà này chắc tầm 30 tấn được rồi. Nhà này 30 tấn được rồi. 30 tấm thì phải đi 2 chuyến nhỉ. 15 người đi 2 chuyến. 15 người đi 2 chuyến. Phải làm 2 mâm cơm. 2 mâm cơm đấy. 15 người đi 2 chuyến đấy. 2 chuyến lên đây. Một buổi đi được 2 chuyến không cháu? Một ngày đấy. Một ngày mới đi được 2 chuyến à? 2 chuyến đấy. À. Còn một buổi là phải cố. Một buổi cố nhỉ? Vâng. Phải đi từ sáng sớm nhỉ? Vâng. Nhưng mà đường hơi khó đi đâu nhé, không là cái polo là một người đi được 2 Trong mỗi người điệu được 1 tấm thôi nhỉ? Một người 2 tấn. Một người 2 tấm á? 2 tấn nhưng mà phải thanh niên đấy. À. Đôi kia là đi không được đâu. Thằng bà con gái yếu là không đi được đâu. Ơi giời, ôi trời ta tí tuổi thiệt bộ. Khỏe đấy. Khỏe mới đi được đấy, 2 chuyến đấy. Bây giờ bà xuống dưới kia thì bà không có nương à? Xuống kia bà không có nương rồi. Không có đất. Vâng. À. Cái này mình chưa bàn với đội thôn xã, nếu nó có thì chuyển bà đi xuống dưới kia ở thôi. Chiều mình xuống xem nếu là trưởng thôn ở mình hỏi xem nhỉ. Hỏi xem thế nào. Nhưng mà bà có đồng ý không đó? Rồi rồi. Sao bà lại không đồng ý nữa cơ? Bà thích cứ ở trên này thôi nhỉ. Bà cứ thích ở trên này thì cũng không thể bắt bà xuống được. Hôm nay cho ra hỏi bà rồi. Bà ở trên này gần ông. Bà thích ở gần ông à? Mộ ông là chôn ở gần đây à? Đấy các bạn ạ. Nhiều cái vấn đề lắm. Không biết là kiểu gì. Bà ở đây một mình thì cũng nhận là cũng vất vả nhỉ. Vâng, không có ai sao lúc ốm đau lắm cả này. Ốm đau. Cả ngày có ai sang bên này rồi có người đâu. Lúc ốm đau thì chịu rồi, không biết làm kiểu gì rồi. Nhà là Đấy các bạn, bà thấy mình lên nên là bà hỏi mình ăn được mén mén không, thế mình bảo ăn được thì bà sang bên hàng xóm bà xin được 1 Âu nhé các bạn nhé. Đấy, rất là ngon rồi đấy nhỉ, yeah. Có mén mén là ổn rồi, mình làm 1 bát mén mén là leo dốc xuống dốc là ổn rồi. Ừ. Đấy, mình thích ăn mén mén các bạn ạ, mén là ăn dễ ăn lắm. Ừ. Lấy cơm nóng cho bà. Ừ, mà hiểu rồi. Để đây. Đấy các bạn ạ, sau một thời gian hai chú cháu làm cơm cho bà ăn thì hiện nay đã xong rồi. Đấy. Này mình cũng không chuẩn bị được cái gì các bạn ạ. Thực ra là lúc đầu là không định lên đâu, định đưa bà về được 1/2 đường thôi, xong nghĩ thôi thấy bà điệu cái này nặng ấy các bạn. Thế nên là hai chú cháu quyết định điệu giúp bà lên thăm nhà bà luôn. Đấy, thì lên đến đây thì cũng muộn rồi, thế nên là hai chú cháu thôi nấu cơm ăn cùng với bà luôn. Đấy, mâm cơm cùng với bà là có món thịt lợn này với lại món thịt gà, lại rau rua. Rau rua tức là rau cải nấu với lại đậu ván ở trên này đấy nhỉ. Món đặc sản của mình. Đấy. Cháu là rất thích ăn món này. Có cả món mén mén nữa các bạn ạ. Đấy. Đấy. Pa, nó mò pa. Po, nó mò. Mời bà ăn cơm. Nó mò po. Là mời bà ăn cơm. Đấy các bạn ạ. Đấy, bà hôm nay thấy hai chú cháu lên là bà cũng rất là vui. Mời tất cả quý anh chị và các bạn ăn cơm cùng với lại bà với lại hai chú cháu mình nhé. Hôm nay lên đây cũng khá là muộn rồi. Làm 1 miếng mén mén đã nhỉ. Nó mời các bạn ăn mén mén cùng với Trương Lý nhá. Đây là mén mén này này. Ăn mén mén với rau cải này rất là hợp nhá các bạn nhá. Đúng rồi, ăn mén mén rau cải. Dễ ăn. Dễ ăn hơn. Rau cải nó có nhiều nước đấy các bạn. Đấy, căn nhà 1 túp lều tranh ấy, 1 trái tim vàng. Bà rất là dũng cảm. Một mình khác ở. Trên đồi vắng hoang vu nha các bạn nhé. Không có tiếng gì luôn, có tiếng chim với tiếng ve. Không điện, không sóng điện thoại luôn. Đánh nó là tụt vâu à? Ừ, tụt vâu. Mà gọi chúng là con rể. À, con rể. Vâng. Tại chỗ nó mà ta tịa. Đúng rồi. Tại chỗ này kiến rồi. Các cụ quý là cứ con cháu nhà mình là đúng rồi, là con hết nhỉ. Con hết rồi. Ừ. Gọi con thôi. Đấy, thịt nạp cho bà. Cái con rơi mới là bà. Bị rơi à? Mắt bà là bị hoa mắt đúng không? Rồi, chắc bà không nhìn thấy đúng không? Không nhìn thấy mấy rồi. Ừ. Bà có dịch thì bà đi xuống viện khám mát, bà đi khám mát mổ cái món nó sẹo cái gì ở dưới nhỉ? À, cái màng gì? Đấy, màng cái màng gì đây? Rồi rồi. Đấy, bà ăn cũng được nhưng mà không có răng các bạn ạ, thật sự là rất là vất vả. Không có răng, 83 tuổi rụng hết răng rồi nhỉ. Vâng. Ở vùng cao ấy thì là ăn quen muôi các bạn ạ. Đấy, bởi vì đi ăn cỗ là mỗi người một cái muôi này, có nhiều nơi là còn phải chung một muôi thôi nhỉ. Ừ. Chung muôi thôi. Đây là bà có điều kiện hay bà nhiều muôi, thế nên là mỗi người một cái muôi. Thông thường làm 4 người hay mấy người chung một cái muôi ấy. Đấy. Ừ. Ăn bởi vì ăn mén mén dùng muôi này nó mới không bị rơi các bạn ạ. Nếu mà dùng đũa như này ấy, là gắp mèn mén không được. Mèn mén nó là bột ngô các bạn ạ. Hãy cho nó mà. Nó mở bò. Người ăn thấy món này. Là lên trên núi ăn cơm rất là ngon nhỉ. Ăn ngon mà. Ăn cái gì cũng thấy ngon các bạn ạ. Đây thịt lợn bản. Gà này thì gà đông lạnh nha các bạn nhé. Cháu ơi, bây giờ cháu hỏi bà xem là nếu mà chú cháu mình lên đây giúp bà sửa nhà ấy thì bà có nhờ được người không? Hồi đó nè, nghĩ là nhà trẻ muốn xin tránh nhà yếu tôn cháu à, khó chơi nè, có một này tôn cháu ba đấy hả? Đúng rồi. Thì có lấy giá này tranh đấy support đấy chứ. Có 2 thằng với 3 thằng đấy, không nhờ được 2 thằng 3 thằng đấy. 2 3 thằng. Thế nếu mà lấy bờ lô lên cho bà thì có nhờ được người đấy lên. Ướm vô tàu vùa, ướm cũng vùa này cũng này, con nhà ba cửa. Mua lại. Chắc có 1-2 người nữa. Cho chuyển 1-2 hôm nhỉ, nhờ 1-2 hôm xong là lên không? Nhưng mà cái này thì gỗ cũng mất nhiều đấy nhỉ. Nên làm lại là phải dùng cột mới hết đấy nhỉ. Cái nhà này cũng phải làm lại nữa, còn trống hỏng hết rồi. Cái này mà dỡ ra là hỏng hết cả được cái cột nào. Như cái cột này có gọi là cột đấy đâu, cái này gọi là ở tạm, không bằng một cái lều luôn. Cái này chắc là cũng là cái lều thôi đúng không? Không ăn thua gì luôn, những cái cột này gọi là cột đấy. Ăn thua nếu mà có điều kiện mình làm cho bà một cái gọi là một cái nhà nó đàng hoàng tí nhỉ. Đấy, cây cối kia ở đây quanh đây chắc có không? Hỏi bà xem có cây không? Đấy muôn tông té này muôn tông trên té mà có nhiều tông té mua họ. Có à? Có mà. Bởi vì dọc đường chú thấy cây họ chặt đổ nghênh ngang, mình lấy gỗ tạp thôi. Vâng, lấy mấy cây gỗ tạp tinh. Bà bây giờ cũng có tuổi rồi làm thì nó chắc tí là được rồi nhỉ. Tí chắc cho bà. Đấy. Bà nó ngủ. Ăn ngủ nó thoải mái hơn. Bà được 2 bát à? Nó bà bảo sao? Bây giờ bà bảo là buồn lắm mà mình không ai ở cùng. Bà bảo lắm lúc bà nghĩ tủi thân, có lúc ngồi cả ngày, ngồi khóc cả ngày, không nói ra được gì. Thế cháu hỏi bà xem mà ông mất lâu chưa? Năm bà không nhớ năm à, chỉ nhớ 5 con khỉ à? 5 con khỉ đấy là 2000 ở đâu phải. Mất lâu rồi à? Năm 2004. À, mất lâu rồi đấy đúng không? À. Thế con cháu của bà bây giờ đi đâu hết rồi? Không xem nữa. Con cháu không xem bà nữa à? Bỏ bà trên này luôn. Bà bảo là nước công tác nó không ai phải xem mà nó bảo là. Thế bây giờ ở trên này nương bà có nhiều không? Tất cả đằng sau đây à? Đằng sau này tí này thôi. Một tí đằng sau này à? Mẹ đều tí thôi, mẹ để chuột nó ăn hết rồi còn tí thôi. Ngô làm được ít thì chuột nó ăn rồi đúng không đấy? Đây này, chuột cho lên gác rồi nó còn ăn đây này. Ở gần rừng núi thì nó nhiều chuột, không tránh được đâu. Bà ấy gì? Không, bà bảo là thôi, không biết làm sao được. Thế cháu thử hỏi xem bà đang muốn cái gì với lại đang muốn làm cái gì? Bà ước mơ cái gì không? Bà muốn ở dưới nhưng mà có thằng cháu ấy, bà là không cho ở. Bà tức là cháu chửi à? Cháu bà, con dâu bà, cháu bà chửi bà giống như mày. Người Mông bọn cháu là cái đợt kiểu tay này là không là vứt đi rồi. Rất bực mình mà làm cho con người ta một cái gọi là không tốt, không thích nữa. Không thích nữa. Tay này là không thích. Thế là nhưng mà bảo bà thích sau này bà thích làm cái gì ấy? Tỏ cao xa uầy chảo nó chê ở xa có đâu nhưng mà chê cho có đồng nhó có. Đấy các bạn ạ, hiện tại bà thì không ai trông nom bà rồi. Đây bà muốn để có một cái nhà bé bé để bà ở để cho bà ngủ nó an toàn nó chát rồi. Muốn làm một cái nhà bé bé rồi chắc à? Nếu mà có điều kiện mà xin được ở dưới đất ở dưới ở thì vẫn ở, nhưng mà nó không có chỗ đâu để bà trồng làm ngô này mà đi lấy củi nó xa quá. Bà ở đây thì nó cũng đường bà đi lấy củi nó gần hơn. Thế nếu mà xuống dưới kia mà bà bây giờ có được chế độ gì không? Bà không. Có được tiền không? Có được. Không có thế nào đâu. Không có. Đi xin vẫn không đi xin được. Nhưng mà cái này mình chưa tìm hiểu. Rồi. Không có chế độ gì à? Bà không được gì. Bà thằng cháu của bà đang giữ khẩu của bà. Nhưng mà đợt tiền Covid kia là thằng cháu của bà không đưa tiền bà không, bà đi xin thằng cháu không cho đó, bà không, bà không có phận. Không có phận à? Thế à? Ôi con đi nhỏ on là only mà. Ôi trời ơi chị mua này. Thế bảo bà ăn cơm đi nhá. Thôi để hôm nào cháu xuống cháu tìm hiểu xem nhá. Cháu bảo bà là để hôm nào chú xuống chú tìm hiểu xong là có gì thì chú giúp được cái phần nào thì giúp về cái giấy tờ thủ tục ấy nhá. Đấy, hiện tại là bà không có ai trông nom, chế độ thì bị cắt hết các bạn ạ. Do các cháu con cháu ở dưới các con cháu không trông nom, không để ý đến bà, thế nên là bà không có chế độ mấy, thì mình cũng không biết là có hay không, hay là có mà không đưa cho bà thì này thì mình sẽ về tìm hiểu nhé các bạn nhé. Mà lên đây thì thấy hoàn cảnh bà thì thực sự là rất là đáng thương cũng như là cảm động các bạn ạ. Đây cái xà này thì gãy rồi nhưng mà không ai giúp để làm, thế nên là mình thấy cái nhà bé bé như này mà sắp đổ rồi mà một mình bà ở đây rất là không yên tâm các bạn ạ. Bà lúc này bà hỏi là bà bảo là nếu mà ai mà có điều kiện là có nhà hậu tâm nào giúp được bà thì hộ bà làm lại cái nhà bé bé cho bà ở. Cái cột này hỏng hết rồi, cột rất bé này, nó chỉ là nó trống ở trên kia, cái gian xà này hỏng rồi, gáy đây rồi, cái chỗ này gáy rồi. Ở đây thì chắc là nhờ người là phải làm cơm thôi, đúng không? Là cơm, bây giờ bây giờ trên này chứ không có người đâu. Không có người mấy à? Toàn thuê thôi. Vẫn phải thuê đúng không? Toàn thuê cột các thứ là phải thuê, họ phải đục hết. Không nhờ được đâu. Rồi rồi. Nó ở xa ở dưới. Bảo một mình cái này mình thôi đâu. Nhờ được thôn thì nhờ được, mà không nhờ được thì không biết làm sao. Rồi rồi. Thế nó mỏ, nó mỏ. Hôm nào ạ? Hôm nào xem nếu mà có nhà hảo tâm hoặc là chú sắp xếp được thì chú cháu mình lên giúp một vài ngày. Chú cháu mình có thể lên giúp chặt gỗ hay là chặt sửa sang cái xà xiếc này đi. Trước mắt là lấy ít gỗ về sửa cái xà này để cho cái ngô này nó khỏi đổ xuống, không thì nó rơi xuống chết đấy. Rất là nguy hiểm. Ôi, nó mỏ, nó mỏ. Đấy, bà thấy anh em lên thăm là bà rất là xúc động, với lại cũng hỏi một chút về cuộc đời của bà. Thế nên là bà rất là tủi thân các bạn ạ. Đấy, bà tủi thân quá, bà khóc. Và thấy các cháu lên là bà cũng vừa cảm động lại vừa thấy tủi thân, bởi vì chính con cái của bà không quan tâm chăm sóc đến bà. Đấy. Thế nên là bà rất là xúc động các bạn ạ. Và có lẽ là Trường Lý cũng tạm dừng video đây để bà ăn cơm, để tâm sự nói chuyện một chút cho bà ăn cơm. Xong là Trường Lý cùng với lại cháu Hòa thì cũng có lẽ là cũng phải xuống núi để chiều nay kịp để trực trường các bạn ạ. Trường Lý mời các bạn mén tiếp nhé. Đấy các bạn ạ, nhà của bà thì cháu mình là cao 1m70 mà đi phải lom khom này. Cháu được 1m70 không? Có mà, 1m70 đấy. Đấy, đi phải lom khom. Nhà bà thấp lắm các bạn. Lên máy thì nhìn nó cao này thôi nhưng mà thấp lắm. Mấy bà mà đứng thẳng cũng bị cộc vào cái xà này đấy các bạn ạ. Đấy, như vậy là bữa cơm đã xong rồi. Và hôm nay ăn được 2 bát các bạn ạ. Bà bảo là sáng nay không ăn cái gì, đi chợ, thế nên là chiều nay đói. Và ăn được 2 bát cơm rồi các bạn. Nãy ăn cơm thì hỏi chuyện bà thì bà rất là xúc động các bạn ạ. Bà rơi nước mắt. Mình rất là vất vả, lom khom lọ mọ thế này. Lên đây thấy bà rất là vất vả. Đấy, Chúng quay hoàn cảnh thực đây. Đấy, bà xong nồi niêu thì cũ kỹ hết rồi. Trong nhà không có gì đáng giá nha các bạn nhé. Ngoài cái đống ngô ra thì không có gì đáng giá đâu. Đấy, bóng điện này thì hỏng rồi. Bóng điện này thì không còn sử dụng được rồi các bạn ạ. Cái bóng này này. Rửa bát cho bà rồi gì? Vâng, cháu rửa bát cho bà luôn. Xong mang mấy cái đũa đi giả cho nhà bên kia đi nhỉ? Lấy đi giả nhà kia. Cất gọn cho bà không? Chú cháu mình lại đi về thôi, không sợ tí không kịp ấy. Đấy các bạn ạ, sau một thời gian ăn cơm như là xin phép bà đi về thì bà xúc động các bạn ạ. Bà thấy anh em về thì bà buồn đấy. Thực sự là bà sống rất là tình cảm các bạn ạ. Thôi, cho sinh pa, po, po kia nhỉ, khỏe, ở mạnh khỏe là gì nhỉ? Nho dòng á, nho dòng mua giò. Và mà nho giò bà ở khỏe nhá. Nó mua giò ra xa trà họ. Rất thân đào họ. Mà bà nghĩ ở nhà không ở một mình nó không nghĩ nhiều nữa. Rất thân đào họ, đi trả à. Mua mó họ. Các bạn ạ, bà khóc vậy. Bà rơi nước mắt rồi. Thấy anh em về là bà rơi nước mắt rồi. Thôi, thôi bảo bà cứ ở đây, hôm nào bọn cháu lại lên thăm nhá. Hôm nào bọn cháu lại lên chơi nhá. Mỗi mà bao sẽ là bà mình nộp cô chú bà mình thì bà cứ ở mạnh khỏe, giữ gìn sức khỏe. Hôm nào bọn cháu lại lên. Để cháu với chú đi xem cái giấy tờ của bà xem có bị sai không. Nếu bị sai thì không biết làm sao được. Rồi trước rồi. Nếu là tính tuổi của bà được 86 tuổi đúng không? 83 tuổi. 83 tuổi rồi. Nhưng mà phải đi xem dưới kia, dưới sổ khẩu của cháu bất hiếu ở dưới kia xem nó thế nào á. Rồi. Xem không biết nó có đủ tuổi ở đây không thì nếu nó đủ thì mình mới biết giúp bà làm cái giấy tờ. Thôi sao đi về thôi nhỉ? Mà nhỏ có hả? Nhỏ chồng á? Nhỏ nèo, nhỏ nèo, chào bà nhá. Bà rất là cảm động các bạn ạ. Sự hoàn cảnh của bà ở một mình đây rất là buồn nhé các bạn nhé. Đấy, có lẽ là Trương Lý cũng xin phép là kết thúc video ở đây. Bây giờ là Trương Lý đi về dưới nhà, là tí về dưới xem hỏi xem anh em ở dưới kia với trưởng thôn ở dưới kia xem như nào. Thực sự là pin thì giờ cũng hết rồi, không biết là tí xuống dưới kia có gặp được trưởng thôn không. Nếu có gặp được trưởng thôn thì sẽ hỏi một chút các bạn ạ. Đấy. Và bây giờ Trương Lý xin phép kết thúc video ở đây. Nếu mà quý anh chị và các bạn thấy cuộc sống của bà vất vả thì nhớ like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ cho Trương Lý nhé. Trương Lý xin phép kết thúc video đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Đi về thôi nhỉ. Quãng đường giờ về cũng khá là xa các bạn ạ. Đi mỏi chân đấy. Đấy. May có thằng cháu phiên dịch hay không thì một mình chú lên đây thì chả biết được hoàn cảnh của bà như nào. Thank you.